Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì cho mình nút cái kênh như của mình nhé. Thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ nhấn mọi người dự án đến từ Cora Blue. Dự án này thì nó có trên Twitter mọi người nhé và có phôi thường là 3 tỷ 250 triệu token Cora và sẽ dành cho 6.000 đây mọi người sẽ nhận được là khoảng 6.660.000 token Cora cộng mọi nhá plus tương đương 8,72 USDT và các bạn hoàn thành cần phải hoàn thành cái nhiệm vụ trên trên Telegram này cho mình. Đấy các bạn do vào nhóm Telegram này, sau đó bấm start này. Tiếp theo ở đây các bạn do vào kênh group Telegram. Vào đây các bạn bấm add join group. Rồi. Thì các bạn sẽ chờ để nó duyệt nhá. Để sau đó quay trở lại. Tiếp theo là do vào kênh trên new dự án. Ok. Sau do xong các bạn quay trở lại này, follow kênh Twitter cho mình. Ở đây cái dự án này khá mới mọi người nhá, đang theo dõi này. Đây là của Cora Blue mọi người nhá. Thì cũng không biết là nó có phải là Cora đang hay không, nhưng mà dự án này thì là nó chỉ có ở trên nền tảng Cora, mạng Cora Chain mọi người nhá. Vào đây các bạn sẽ tiếp tục hoàn thành cái nhiệm vụ trên Twitter đây. Mọi người sẽ bấm like này, retweet này và comment ở đây, mọi người comment tag thẻ hai người bạn này cộng với là comment địa chỉ ví Cora DAO của mọi người vào đây cho mình nhá. Đấy. Sau đây quay trở lại Telegram này, tiếp tục làm gì hoàn thành nhiệm vụ trên Telegram cho mình. Ở đây các bạn hoàn thành xong nhiệm vụ này thì các bạn sẽ điền lại thông tin như này. Các bạn copy được cái username Telegram của mọi người đây nhá. Bấm trở lại này, sau đây bấm ba gạch ở đây này, bấm vào avatar này, copy được cái username đây. Đấy, sau đó quay trở lại kênh Eros đây, các bạn sẽ dán vào đây cho mình nhá. Dán xong tiếp tục các bạn dán vào đây, nó hỏi là kênh Telegram của các bạn là gì đấy, các bạn dán vào đây. Tiếp theo là các bạn copy được profile link kênh Twitter của mọi người. Ở đây các bạn vào lấy Twitter của mọi người này, các bạn sẽ mở lại kênh Twitter nhá. Rồi, sau đây các bạn bấm avatar đây. Tiếp theo là các bạn bấm phần hồ sơ. Ở đây các bạn sẽ bấm phần ba gạch ở đây. Sau đây bấm vào thứ chia sẻ này. Khi các bạn bấm vào đây, mọi người sao chép là profiling kênh Twitter của mọi người. Sau đây dán vào đây cho mình nhá. Đây các bạn dán vào đây cho mình này. Tiếp theo là các bạn sẽ copy địa chỉ ví này. Ở đây các bạn sao chép địa chỉ ví MetaMask của mọi người dán vào đây cho mình nhá. Đấy là hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức ở dưới này nó bảo là mọi người sẽ nhận được 6.660.000 token Cora này. Đấy. Ok, sau đấy mọi người bấm vào Binance check số dư nhé. Bấm Binance này, mọi người thấy số dư của mọi người đây. Và mọi người sẽ có một cái link để mọi người chia sẻ bạn bè người thân. Tiếp đến là ở dưới này mọi người sẽ bấm vào withdraw. Nó sẽ bảo là nó sẽ phân phối token của mọi người vào 48 giờ tới nhé. Đấy, trong ví này. Và tiếp đến là mọi người sẽ bấm vào contract. Ở đây mọi người copy cái địa chỉ ví này cho mọi người, copy contract này cho mình. Đấy, ok chưa? Sau đấy vào ví MetaMask của mọi người nhé. Đây vào ví MetaMask này. Ok, vào đây thì vào ví MetaMask rồi. Các bạn bấm phần mạng ở trên này nhé. Mọi người sẽ chuyển sang mạng Cora Chain Mainnet này. Đấy. Sau đấy mọi người sẽ bấm vào phần nhập token này. Sau đấy các bạn bấm vào copy là contract lúc nãy này, dán vào đây cho mình. Ok, sau khi dán xong thì mọi người không cần làm thông tin gì hết. Lập tức biểu tượng Cora nó sẽ hiển thị đây. Và ngoài bấm vào chữ nhập lại cho mình nhé. Đấy, là xong. Rồi thì chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đợi trong vòng 48 giờ xem token nó có phân phối về ví của mọi người nhé. Đấy, dự án này dành cho tất cả mọi người tham gia. Đấy, nên mọi người có thể thử tham gia cái dự án này với mình nhé. Ok, thì link tất cả thông tin thì mình sẽ để dưới phần mô tả để mọi người tham gia luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào tất cả mọi người.